buổi chia sẻ và cảm ơn bát quái nội công. Bác sĩ nói là tôi bị viêm dính khớp vai, tay không giơ lên được. Tôi đi bộ bát quái được hơn một tháng, bây giờ thì tay đã ổn rồi. Chà, chị đã giơ tay được cao như vậy rồi, không vấn đề gì, rất tuyệt vời. Tôi bị ho khá là nặng, tôi đã hết ho vào ngày thứ tư của khóa tu. Chân và đầu gối cũng không còn đau nữa, toàn thân tràn đầy năng lượng. Bác sĩ nói rằng tôi mới chỉ ngoài 40 tuổi, vậy mà tuổi thọ của xương là 60 đến 70 tuổi. Sau khi đi bộ bát quái một thời gian, bác sĩ nói tôi không cần uống thuốc nữa, vì mật độ xương của tôi đã đạt tiêu chuẩn bình thường rồi. Tôi vui mừng lắm, kính cảm ơn sư phụ ạ. Hàng ngày tôi đến đây đi bộ bát quái lúc 5 giờ, chứng trầm cảm của tôi đã giảm và khẩu vị ăn uống của tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi đang ăn chay rồi, cân nặng cũng dần dần giảm xuống. Đến đây, tôi thấy có nhiều năng lượng hơn. Nếu có cơ duyên được luyện tập thì bạn quả là rất may mắn. Luyện tập bát quái khiến tôi có kỷ luật và biết sắp xếp thời gian cho một ngày của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc từ trong ra ngoài, tăng thêm dũng khí để xây dựng sự tự tin và nâng cao lòng kiên nhẫn của tôi. Luyện tập bát quái đã mang lại cho tôi một cuộc sống mới. Tôi đã rất chăm chỉ luyện tập, huyết áp của tôi đã giảm xuống còn 125. Bây giờ tôi không cần uống thuốc nữa. Bát quái là liều thuốc tốt nhất mà sư phụ tặng cho chúng tôi. Tôi tên là Uân Trông, năm nay 83 tuổi. Sau 6 tháng tập luyện, huyết áp của tôi đã giảm xuống về mức bình thường. Chân của tôi đã có lực hơn rồi. Tóc của tôi bắt đầu chuyển sang màu đen. Chúng tôi càng đi bộ bát quái càng trẻ ra. Bước đi của tôi ngày càng nhanh hơn. Sau khi đi bộ bát quái, chúng tôi cảm thấy năng lượng rất dồi dào. Cho dù có tập luyện liền 2 đến 3 tiếng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tóc của ông ấy đen trở lại rồi. Bây giờ tóc trắng ít đi và tóc đen nhiều hơn rồi. Chúng tôi sẽ tập đều đặn mỗi ngày.